sau những đợt tấn công chớp nhoáng kéo dài 11 ngày vào các thành phố ở Afghanistan. Ngày 15 tháng 8 năm 2021, lực lượng Taliban đã tiến vào Kabul. Từng đoàn ra những chiếc xe bán tải và xốp được cải tiến vũ trang tiến vào thủ đô từ mọi hướng. Nổi bật nhất là những chiếc xe bán tải hiệu Hilux và xốp cỡ lớn Land Cruiser của Toyota. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh AKA Channel. Ngày hôm nay chúng ta cùng tìm hiểu vì sao xe bán tải được các phiến quân ưa chuộng sử dụng và có phải chỉ có những lực lượng này mới sử dụng các phương tiện dân sự trang bị vũ khí hay không? Toyota hoàn toàn không muốn hình ảnh thương hiệu và những sản phẩm của mình lại rơi vào tay những kẻ có thể gây ra mối đe dọa lớn đối với an ninh thế giới. Trong quá khứ, Toyota đã từng nỗ lực để có thể chấm dứt việc những chiếc xe của mình được sử dụng như những phương tiện quân sự. Hãng này từng không có bất cứ nhà phân phối nào tại khu vực Trung Đông nhằm hạn chế việc những chiếc xe của họ lại rơi vào tay các lực lượng phiến quân. Đầu năm 2022, hãng này đã yêu cầu khách hàng mua Land Cruiser không được bán lại trong năm đầu, nhằm tránh việc những chiếc xe mới nhất, hiện đại nhất của hãng lại rơi vào tay những phần tử nổi loạn. Tuy vậy, Taliban đã dùng xe tải Toyota để tiến hành chiến tranh trong gần 2 thập kỷ qua. Khi Taliban chiếm Kabul vào năm 1996, Taliban đã mua được rất nhiều xe Hilux và Land Cruiser giá rẻ thông qua con đường nhập lậu từ Pakistan. Những người Pakistan này đã đặt mua hàng trăm xe Toyota từ Dubai và Kuwait, rồi lén lút vận chuyển qua Afghanistan. Hầu như tất cả những chiếc xe Toyota được sử dụng bởi các lực lượng phiến quân hay khủng bố đều là những chiếc xe bị đánh cắp hoặc được bán thông qua người mua bên thứ ba. Tại Úc, nơi xe bán tải là mẫu xe bán chạy nhất trong số các loại xe, nạn trộm cắp diễn ra vô cùng phổ biến. Trong số 834 chiếc Hilux đã bị đánh cắp chỉ riêng New South Wales, Australia, gần một nửa trong số đó đã được tìm thấy lại trong các vùng chiến sự. Vậy, sự thật có phải những phiến quân, lực lượng khủng bố hay các phe phái mới sử dụng xe dân sự vũ trang hay không? Nhìn lại lịch sử quân sự, những chiếc xe dân sự được vũ trang tham gia trực tiếp trong các cuộc xung đột không phải là điều gì mới mẻ hay lạ lùng. Trong từ điển quân sự có hẳn từ riêng để gọi những phương tiện này là technical, còn chuyên gia gọi là NSTV, phương tiện chiến thuật phi tiêu chuẩn. Trong Thế chiến thứ hai, phương tiện vận tải hạng nhẹ dẫn động 4 bánh được vũ trang và biên chế cho các lực lượng đặc biệt đột kích tại những nơi có địa hình hiểm trở gây khó khăn di chuyển cho các phương tiện quân sự cỡ lớn. Sau Thế chiến, những chiếc xe tương tự nhanh chóng trở thành phương tiện vũ trang chủ đạo trong kho vũ khí của nhiều phe phái trong các cuộc xung đột ở khu vực châu Phi và Trung Đông. Đỉnh điểm là cuộc xung đột Chad và Libya năm 1987. Khi lực lượng quân đội Chad không có xe tăng, xe thiết giáp, chỉ được trang bị vũ khí cá nhân được phía Pháp viện trợ, những chiếc xe Toyota bán tải và lắp lên đó các loại vũ khí như súng máy 12 ly 7, tên lửa chống tăng Milan. Chúng đã thực hiện các cuộc đột kích hiệu quả vào các căn cứ quân sự sâu trong lãnh thổ Libya. Sau này, tạp chí Time đã gọi cuộc xung đột này là cuộc chiến Toyota, cuộc chiến mà các phương tiện chiến thuật phi tiêu chuẩn chiếm ưu thế hơn so với các lực lượng chiến đấu đặc chủng. Sau đó, nội chiến Somalia trong thập niên 90 và chiến tranh ở Somalia từ năm 2006 đến năm 2009, những chiếc xe bán tải đã đóng vai trò vô cùng quan trọng. Sau sự sụp đổ của chế độ Siad Barre và sự tan rã của quân đội quốc gia Somali SNA, không có lực lượng Somali nào được trang bị xe chiến đấu bọc thép, nhưng những chiếc bán tải được trang bị vũ khí mà chủ đạo là xe bán tải Toyota Hilux thì có thể thấy ở bất kỳ đâu. Hình ảnh những chiếc xe bán tải với thùng chở hàng được gắn súng máy trở thành hình ảnh không thể thiếu trên truyền thông, phim ảnh hay thậm chí là cả trong game mô phỏng. Cũng vào thời điểm này, những chiếc xe bán tải bị mang một tiếng xấu là xe của quân nổi dậy. Sau giai đoạn này, những chiếc xe bán tải Toyota đã xuất hiện tại nhiều vùng nằm trong vòng kiểm soát của các tổ chức khủng bố hay phiến quân trên thế giới, đặc biệt là tại châu Phi. Như ở chiến tranh Afghanistan, chiến tranh Iraq, xung đột Darfur, nội chiến Libya, Syria, Yemen và gần đây nhất là ở cả trong chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga tại Ukraine. Nhiều loại xe bán tải đã được vũ trang hóa bao gồm Ford Ranger và Mitsubishi Triton, nhưng được ưa chuộng nhất vẫn là Toyota Hilux và Toyota Land Cruiser. Chúng được trang bị súng máy hạng nặng, đặc biệt là DShK và M2 Browning. pháo phòng không thường là ZPU hoặc ZU23-2. Các loại súng không giật thường là súng không giật SPG-9 hoặc M40 và nhiều bệ phóng tên lửa như Type 63 hoặc M63 Plamen và trong một số trường hợp hiếm hoi là các bệ phóng rocket S5. Ngoài lý do độ bền và khả năng việt giã khỏi phải chứng minh, sở dĩ xe Toyota của Nhật được các phiến quân dùng nhiều là còn bởi vì nó tránh được bị phụ thuộc vào kênh phân phối của các nhà sản xuất Mỹ. Theo phân tích của Washington, chuyên gia về các phong trào thánh chiến tại đài truyền hình France 24, các nhóm khủng bố dễ dàng có được các linh kiện thay thế của một chiếc xe hơi Nhật Bản hơn là của một chiếc xe Mỹ. Quỹ Hòa bình Thế giới World Peace Foundation của Mỹ nhắc lại rằng nhiều dòng xe của Toyota cũng đã từng được quân Taliban sử dụng trong những năm 90 và đến giờ vẫn vậy. Thậm chí, ngay từ năm 2001, nhật báo New York Times cũng từng tiết lộ đó còn là những chiếc xe ưa chuộng của Osama Bin Laden và đội cận vệ của ông trùm khủng bố này. Trong chiến dịch quân sự đặc biệt đang diễn ra tại Ukraine, cả hai bên Nga và Ukraine đều có những chiếc xe bán tải vũ trang của mình. Phía Ukraine thường thấy xe bán tải được gắn các bệ phóng rocket, còn phía Nga lắp súng máy lên các xe bán tải UAZ, Mitsubishi, Nissan và Toyota. Không dừng lại ở đó, những chiếc xe bán tải vũ trang cũng được sử dụng trong lực lượng đặc biệt của quân đội Mỹ. Tại Iraq và Afghanistan, lực lượng đặc biệt của lục quân Mỹ đã mua một số chiếc xe dẫn động 4 bánh có nguồn gốc địa phương để sử dụng cho mục đích riêng của họ. Điển hình là những chiếc xe bán tải Toyota Hilux, Toyota Tacoma có cấu hình cabin đơn hoặc đôi, loại được sử dụng bởi cả Liên minh phương Bắc và Taliban. Chúng được sửa đổi với hệ thống giá treo vũ khí, đèn pha, anten radio liên lạc nhiều dải tần và cả vệ tinh, giáp, tời kéo, vân vân. Nhiều người sẽ hỏi rằng quân đội Mỹ đã có xe Humvee vượt trội hơn rất nhiều, sao họ còn dùng xe bán tải vũ trang? Điều này có thể sẽ được giải thích bởi những lý do sau. Thứ nhất, khả năng hòa nhập vào dân cư địa phương của Hilux dễ dàng hơn so với một chiếc xe quân sự chuyên biệt như Humvee. Thứ hai, chúng dễ dàng sửa chữa, bảo dưỡng, bảo trì và tìm thấy linh kiện thay thế tại các khu vực hẻo lánh. Thứ ba, chi phí vận hành Hilux rẻ hơn, tiêu thụ nhiên liệu ít hơn là một lợi thế so với xe Humvee. Những chiếc xe dân sự hoán cải không liên can gì đến tội ác của các tổ chức khủng bố hay các cuộc xung đột quân sự. Cái tội duy nhất được khép vào là bởi vì chúng có độ bền cao. Chật thế mà vào năm 2010, chương trình Top Gear của đài BBC đã dành hẳn một số Killing a Toyota và đã dùng trăm phương nghìn kế để thử giết chết một chiếc xe bán tải Hilux, song không thành công. Sau khi bị cố tình va chạm và đâm vào các chướng ngại vật, bị ngâm trong nước biển, bị đốt cháy và thậm chí bị cho nổ theo một tòa nhà cũ bị đánh sập, chiếc xe vẫn tiếp tục nổ máy, lăn bánh dù tả tơi. Độ bền chắc bất chấp mọi thử thách rõ ràng đã thuyết phục được những người sử dụng trên đường trường hay tại các vùng chiến sự. Và hẳn là các phiến quân cũng đã xem chương trình này. Theo nhà phân tích chống khủng bố Andrew Essum, cùng với AK-47, Hilux là phương tiện phổ biến trong chiến tranh nổi dậy. Các quan chức chống khủng bố của Mỹ đã hỏi Toyota về cách thức mà nhóm cực đoan thánh chiến Salafi nhà nước Hồi giáo rõ ràng là đã mua được một lượng lớn số xe Toyota Hilux và Land Cruiser. Mark Wallace, giám đốc điều hành của dự án chống chủ nghĩa cực đoan cho biết, thật không may Toyota Land Cruiser và Hilux đã gần như trở thành một phần của thương hiệu IS. Nói vui, nếu như khẩu AK từng xuất hiện trên một quốc kỳ của một số quốc gia như biểu tượng về sự kiên cường và bất khuất trong cuộc chiến tranh giành độc lập, thì Hilux cũng có thể xuất hiện trên lá cờ của một lực lượng nào đó trong tương lai. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của các bạn dành cho video clip. Nếu thấy hay, xin hãy cho một like và chia sẻ để mọi người cùng theo dõi. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại trong những video clip sau.